thôi, bạn cô điều trị trên Hà Nội á. Bạn bắn là mỗi một lần bạn bảo là bây giờ cậu phải lên trên Hà Nội làm chứ không được làm ở đây. Mà bắn ở tớ dẫn cậu đi mà làm ở trên đấy là coi như là họ bắn xong mỗi một lần về nó như mảnh vườn ấy, được đào bới xới lộ lên, mình cứ tưởng tượng như thế. Vâng. Hay là nó bong chóc mặt đỏ ra, bạn ấy chụp ảnh thì trông rất sợ. Vâng. Thế thì mình cảm thấy mặt mình không ở cái, tức là bạn ấy bạn tư vấn sai, tức là mặt bạn là bạn bị trứng cá. Đấy bạn có mụn thì bạn phải làm như vậy, còn mặt mình đây thì mình lại khác. Mình nên là mình phải tìm đúng những cái cơ sở mình cần làm chứ không thể đua đòi theo người khác được. Như thế thì các cụ gọi là lợn lành ra lợn què đấy. Chào tất cả mọi người, mình là Huyền, hiện tại thì mình đang là quản lý của thẩm mỹ viện Sen tại Nam Định. Và ngồi cạnh mình đây là cô Hương. Cô Hương là một vị quý khách hàng rất là lâu của thẩm mỹ viện Sen rồi. Thì hôm nay chúng ta cùng chia sẻ với cô Hương một chút nhé. Cô Hương có thể giới thiệu qua cho mọi người được biết là năm nay cô Hương làm gì và bao nhiêu tuổi được không? Tôi thì làm trong ngành kế toán, năm nay tôi 51 tuổi. Thì cũng tâm sự với các bạn và tôi đã bị nám cách đây khoảng 3-4 năm rồi. Thế thì trước đây thì là rất là chủ quan, cũng không bao giờ sử dụng kem chống nám, cũng như là không sử dụng bất cứ một cái sản phẩm gì để bôi, cho nên là mặt là đã có hiện tượng là bị sạm, nám khói, sạm toàn mặt, toàn bộ mặt và cổ. Đấy mà khi lúc đầu thì mình cũng nghĩ là chắc là do cái tuổi tác của mình là cũng cứ đến cái thời kỳ nó chuyển đổi giai đoạn, cho nên nó bị rối loạn chuyển hóa. Cho nên mình cũng rất là chủ quan, mình cũng vẫn cứ mặc kệ nó thôi. Đấy. Thế nhưng mà sau đó thì càng ngày cái sự nám, cái nám mảng cổ và khói nó càng nhiều lên ở cả mặt cả cổ. Thì sau đó thì bị ra được gia đình chồng và con cũng nói là em phải đi kiểm tra chức năng gan đi, hay là sao đi, sao tại này mặt sạm thế. Thì khi bạn bè nói, bắt đầu mình mới hoảng hốt và nhìn lại thì đúng là nó có bị sạm thật, mà sạm rất nhiều so với cái màu sắc của cơ thể, da chân da cũng như da tay. Thế thì sau khi là mình cũng rất hoang mang, thì lúc đầu mình có quyết định phải đi Hà Nội lên Bệnh viện Da liễu Trung ương. Thì mình đã lên đấy và các bác cũng được bác sĩ họ bảo là mình bị rối loạn sắc tố. Đấy, thì sau đó là mình cũng đã điều trị điện di tinh chất collagen, cũng như là uống rất nhiều thuốc một thời gian khá dài, là tuần nào mình phải đi Hà Nội. Đấy, theo cái liệu trình điều trị của bác sĩ. Thì là mình cũng mà ở trên đấy thì rất là phải sử dụng rất nhiều thuốc. Tất nhiên là thuốc thì cũng có thể là thuốc Tây, cũng có thể là thực phẩm chức năng. Thế nhưng mà mình điều trị đến phải đến 5 tháng, mà tháng nào cũng vừa điện di tinh chất Ecogin ở trên Hà Nội, tầng 7 của bệnh viện Da liễu Trung ương. Đấy, tuyến trên mà mình lên bệnh viện Trung nhà nước. Và đó là uống thuốc thường kỳ thì thấy chuyển biến chậm lắm. Thế thì mình cũng nghĩ là bây giờ mình cũng bảo bác sĩ, thì bác sĩ bảo bây giờ em cũng phải xác định là tuổi tác là một, thứ hai là trong cơ thể nó rối loạn cái nội tiết lên, thì mình cũng phải xác định nó từ từ chậm và rất chậm thôi. Mà cái trường hợp của mình thì lại bác sĩ cũng bảo là nó sẽ chuyển biến rất chậm. Nếu những người mà nám mảng đậm mệ thì có khi lại là dễ điều trị hơn, nhưng mà mình là nám khói nhưng mà lại toàn bộ mặt và cổ, thì cái vấn đề đấy nó là toàn bộ mặt với cổ thì lại rất là lâu, thậm chí ra cả sau lưng và khó điều trị. Thế thì mình mới về Nam Định đây. Mình bảo bây giờ quyết định cái này là tính chất phải lâu dài, thì mình mới tìm các cơ sở tin cậy nhất. Thì lúc đầu mình cũng chưa biết đến Sen đâu. Thế nhưng mình đi rất là nhiều chỗ, 4-5 chỗ, chỗ nào mình cũng thử một vài buổi. Thì mình thấy là thứ nhất là làm lẻ nó rất đắt, 400-500 nghìn một buổi làm mặt. Chưa kể nữa là nói chung là mình cũng cảm thấy các bạn ấy làm nó cũng không được ưng ý lắm. Thực sự mà nói là không được ưng ý lắm. Thì sau đó thì vô tình thôi, nằm ở trên Facebook ấy, thì mình thấy là Sen có quảng cáo. Thế chẳng biết là bạn nào, chắc là bạn bè của mình họ cho số điện thoại của mình, thế là các bạn gọi đến tư vấn. Thì mình bảo thôi, thì mình cũng đang là mong muốn là được sửa chữa cái làn da này, thì mình cũng bảo thôi được, các bạn gọi là nhất mình không đi. Thế lần thứ hai mình quyết định mình đi. Thế mình đến thì buổi đầu chăm sóc thì mình đã thấy cảm thấy là cái cách chăm sóc và cái cách các bạn ấy làm, cũng như cái giá tiền, thì không biết là đầu tiên thì mình còn nghi ngờ, vì không biết là chất lượng rồi là kem rồi sử dụng cho khách thì liệu có an toàn không. Đấy, mình cũng nghi ngờ, nhưng sau đó là mình về mình thử thì mình thấy là nó cũng ở đây giá chỉ có hơn 200 một buổi làm mặt thôi, thế nhưng ở chỗ khác phải 400, hơn 400, mà nó cũng như nó còn tốt hơn. Mình cảm nhận thấy thế vì mình làm nhiều rồi, quá nhiều rồi. Thế thì sau đó sau một thời gian mình cân nhắc và suy nghĩ thì mình quyết định là đặt lộ trình bắn nám ở đây, bắn nám mặt và bắn nám cổ sau lưng là liệu trình là 15 năm. Đấy, thì phải nói là trong cái quá trình bắn thì đứng được đến bây giờ được khoảng 2 năm rồi. Thế nhưng mà cũng đúng là mất phải tầm gần một năm là Covid. Cho nên mình cũng không đến thường xuyên được. Các bạn gọi mình cũng không đến vì mình sợ lắm. Mình không đi, nhất định không đi. Thì cái khoảng cách đấy là cũng bị sao động mất một thời gian là không được đều đặn. Thế đợt này hết bị dịch rồi thì mình đã đến bắn điều đặn rồi. Thì mình cũng cảm thấy là không cần các bạn nói nhiều mà mình tự cảm nhận. Thì quá trình mình theo cái liệu trình của bác sĩ, các bạn gọi rất tích cực, tuần nào cũng gọi mình đến, chứ không phải là các bạn ấy cầm đồng tiền xong là các bạn ấy phó mặc như những chỗ khác. Thế mà rất là các bạn ấy rất là chăm sóc
mọi người, cho nên là mình cũng rất là yên tâm. Khi đến thì mình cũng dùng, không phải ở đây một cái là bất cứ, không phải uống bất cứ một cái gì hết. Thích nhất là không phải uống cái gì mà chỉ làm trên bề mặt của mình thôi. Bắn thì mình bắn hàng ngày, mà bắn ở đây thì rất là thích. Nó không đau rát, không bong sóc, nó chỉ hơi đỏ. Nếu mà bạn nào bắn sâu mà một chút thì nó hồng hồng đỏ đỏ, mà đến thậm chí trong buổi trưa là nó hết luôn, sáng bắn là chết luôn, thậm không thể đến chiều là hết luôn, mà không không để lại một cái vấu vết gì, có thể đi làm việc và mọi việc bình thường, không ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Đấy, nói chung là cái quá trình của mình là hiện nay cũng được hơn 2 năm rồi, thì mình quyết định là theo đuổi sen. Không những là mình bắn đá mà mình còn làm nhiều những cái công nghệ khác nữa của sen. Đấy, thậm chí là bóp cổ vai gái thì bây giờ mới này, rồi gội đầu này, rồi chăm sóc da này, rồi là nhiều cái liệu trình khác. Nó rất phù hợp với giá tiền, rồi nâng cơ này. Đấy, rất phù hợp giá tiền mà cũng rất phù hợp với cái tuổi của mình bây giờ. Nói chung là mình cũng rất là cảm ơn sen. Đấy, thì không biết là mọi người thì như thế nào, nhưng riêng mình thì mình cảm nhận như thế. Đấy, rồi mình sẽ tiếp tục theo đuổi đến khi nào mà cảm thấy sáng sủa lên. Mà tại thời điểm này thì mình thấy là da của mình cũng đã khả quan hơn rất nhiều. Mình tự tin hơn trước đám đông, trước là mình tự ti. Bây giờ mình tự tin hơn. Cảm ơn xem. Vâng, cảm ơn những chia sẻ thật lòng của cô Hương. Thì thật sự là ở cái độ tuổi, rất là nhiều độ tuổi như cô Hương là đến cái tầm tuổi này rồi là mình không cần phải điều trị gì nữa. Là mình, nó đã xấu là xấu luôn rồi. Có rất nhiều khách hàng khi mà bọn em gặp thì khách hàng chia sẻ như vậy, thì cái động lực nào để khiến cho mình ở cái độ tuổi 51 mình lại quyết định là đi điều trị nào? Ở cái động lực là khi là mình, đúng là như mà như bạn Huyền nói đây, là nhiều người là bằng lòng với tuổi tác, cho là bây giờ rối loạn chuyển hóa này, rồi đến cái tuổi này thì ai chả thế. Thế nhưng mà khi mà mình đi giao tiếp này, rồi mình gặp bạn bè, rồi nói chung là những người được chăm sóc da thì trông họ cũng khác hẳn đấy. Nên là nói chung là qua đấy, thứ nhất là động lực, thứ hai là đến đây các bạn ở bên sen là tư vấn rất có tâm. Đấy, có tâm có tầm, cho nên mình cũng không bị rối loạn lên, và mình làm một cái gì là mình trung thành với cái việc điều trị đấy. Mình không bị sao nhãng hoặc là bị nghi ngờ gì nữa, cho nên là qua đấy là mà hàng ngày là cơ thể của mình này, cái bộ mặt của mình nó có thay đổi theo từng tuần một, từng tháng một, nên là mình yên tâm điều trị, mình không lo lắng gì cả. Đấy là những yếu tố mà làm cho mình quyết định để lâu dài. Thì cô Hương có thể chia sẻ cho các chị được biết là trong cái quá trình điều trị đây thì cô có phải dùng quá nhiều các loại mỹ phẩm, hoặc là có phụ thuộc gì vào trong cái việc điều trị mỹ phẩm của sen không? Thực ra thì lúc đầu thì mình cũng dùng một, khi mà đang bắn nám ở sen thì mình vẫn duy trì dùng một số cái mỹ phẩm ở các hãng khác. Thế nhưng mà khi mà mình dùng những hãng khác đấy rồi thì mình thấy là nó khập khễnh. Thế mà mình khi mà nó hết, mình dùng đã hết những cái sản phẩm cũ rồi, chỉ trong vài tháng nó sẽ hết, thì hoặc là gần hết mình cũng không dùng nữa, mà mình quay ra mình dùng cho nó gọi là đồng bộ. Đồng bộ thì đến bây giờ là hầu như là mình dùng toàn bộ các cái sản phẩm của sen. Vì thực ra sen cũng nhập các cái sản phẩm chất lượng rất là tốt. Có những bạn đã từng mua cái chống nắng ai mệt ở những chỗ khác. Đấy, có thể là giá rẻ hơn một vài trăm. Đấy, thế nhưng mà các bạn bảo sao dùng của em dùng mà lại cũng của những cái hàng mỹ phẩm tốt đấy, họ bán ở ngoài thị trường thành phố đây, thế nhưng họ bảo sao không thơm mà của chị mà dùng nó không tốt bằng của chị. Thế thì qua đấy là mình cũng, họ cũng tự biết là à, thế ra chất lượng nó đi theo là giá tiền. Đấy, cho nên là cái đấy thì các bạn có thể yên tâm. Mà khi mình đã dùng thì tôi cũng khuyên, trong suy nghĩ của tôi là nên dùng, làm ở đâu thì dùng sản phẩm ở đó thì nó đồng bộ hơn, và nó với tất cả những cái gì cần thiết thì các bạn sẽ tư vấn cho mình dùng trong cái quá trình mình bắn ném hoặc là mình dùng liệu trình ấy, thì nó sẽ phù hợp hơn, nó không bị thừa mà không bị thiếu. Đấy. Bây giờ là cô Hương đang dùng những cái sản phẩm gì ở nhà? Bây giờ thì cô dùng thứ nhất là buổi tối về đi làm về là cô phải tẩy trang. Vâng. Tẩy trang là cũng dùng sản phẩm ở đây. Nước vâng. Sau đó là dùng thứ hai, sau khi tẩy trang thì cô dùng sữa rửa mặt. Vâng. Sữa rửa mặt xong thì cô tiếp, sau khi lau sạch sẽ rồi cô dùng tinh chất hoa hồng. Vâng. Nước hoa hồng, sau đó cô dùng serum để dành cho bắn laser đấy. Vâng. để phục hồi, để cho nó khỏe lên đấy. Vâng. Tái tạo da, cái mạch máu nó tốt lên. Đấy, thế là cô dùng thế thôi. Còn sáng ngày ra thì cô bôi kem chống nắng. Rất là đơn giản thôi, không có cái gì là quá là quá nhiều, là quá là cầu kỳ. Vâng, đúng mà các mình cũng thấy là khi sáng mình ra mình dậy mình rửa mặt thì mặt nó có độ bóng, rồi, nó không còn bị khô nữa. Vâng. Trước đây nó cứ khô. Đấy, thế nhưng bây giờ nó được cấp ẩm vâng. thường xuyên. Đấy, nói chung là mọi cái nó đều rất là ổn. Mình cũng đến thế là mình cũng mãn nguyện rồi. Vâng. Cô Hương là một khách hàng trung thành với các cái sản phẩm Inmate. Thực ra thì trên thị trường cháu cũng biết là có rất là nhiều giá và nhiều loại, đúng không ạ? Nhưng mà bên cháu thì tất cả các sản phẩm nó đều là hàng nhập khẩu chính hãng và hàng nội địa hết, chứ không có hàng sách tay, nên là mình cứ yên tâm sử dụng. Vâng. Đấy thì bình thường thì nếu như mà ngày xưa ấy cô đi điều trị thì khi mà điều trị bằng laser cô có lo lắng gì quá không? Ôi, bạn cô điều trị trên Hà Nội á. Bạn bắn là mỗi một lần bạn bảo là bây giờ cậu phải lên trên Hà Nội làm chứ không được làm ở đây. Mà bắn ở tớ dẫn cậu đi mà làm ở trên đấy là coi như là
họ bắn xong mỗi một lần về nó như mảnh vườn ấy, được đào bới xới lộ lên, mình cứ tưởng tượng như thế. Vâng. Thế là nó bong chóc, mặt đỏ ra, bạn ấy chụp ảnh thì trông rất sợ. Vâng. Đấy thì mình cảm thấy mặt mình không ở cái, tức là bạn ấy bạn tư vấn sai, tức vâng. là mặt bạn là bạn bị trứng cá. Đấy bạn có mụn thì bạn phải làm như vậy, còn mặt mình đây thì mình lại khác. Mình nên là mình phải tìm đúng những cái cơ sở mình cần làm chứ không thể đua đòi theo người khác được. Như thế thì các cụ gọi là lợn lành ra lợn què đấy. Cho nên là cần cái gì thì mình đến xem thì các bạn sẽ soi da và tư vấn cho mình cụ thể. Da này của mình thì dùng điều trị như thế nào, giá tiền như thế nào đấy mà nó phù hợp. Đấy. Thế thì mình cứ yên tâm là 15 năm nữa là mình đã có sen đồng hành rồi, về mặt sắc đẹp rồi, cho nên là mình không lo nữa. Vâng. Thực ra thì cái quá trình điều trị nám nó là một quá trình điều trị rất là khó, vì mỗi loại nám thì mình sẽ có một cái phác đồ riêng, và mỗi tình trạng da thì mình sẽ có một cái mức năng lượng điều trị riêng. Do vậy là không phải là khách nào cũng có thể điều trị giống khách nào. Đấy, thành công ở sen thì đa phần là bên cháu là có một đội ngũ bác sĩ rất là chuyên nghiệp, thứ hai nữa là nắm bắt được tình trạng da của khách hàng và có những cái phác đồ điều trị nó hợp lý đối với từng loại da. Đấy, đấy. Có những cái da thì bắn mạnh, có những cái da thì bắn nhẹ, có những cái da thì phải bắn mức năng lượng mạnh hơn, có những cái da thì bắn mức năng lượng nhẹ hơn. Do vậy là điều trị nám nó là cả một quá trình, cần sự kiên trì và cần sự đồng hành. Và cũng cảm ơn cô Hương, vì trong cả một cái quá trình điều trị cho cô Hương, nói chung là cũng có những cái thời điểm mà nó đậm lên, cũng có thời điểm mà nó nhạt đi, nhưng mà cô Hương đã rất là kiên trì để có một cái kết quả như hôm nay. Đúng không ạ? Thì cũng mong là những khách hàng khác của Thẩm mỹ viện Sen thì điều trị nám nó rất là khó và cần cái sự kiên trì cũng như là đồng hành của tất cả các quý khách hàng, nên là có vấn đề gì thì các quý khách hàng có thể trao đổi trực tiếp với Thẩm mỹ viện Sen để có những cái giải pháp tốt nhất trong cái quá trình điều trị nám. Vâng. Và rất là cảm ơn cô Hương trong cái buổi chia sẻ hôm nay. Và nếu mà cô Hương có người thân hoặc bạn bè thì có thể giới thiệu đến Sen cho bên cháu. Yên tâm, chắc chắn là cô phải giới thiệu rồi. Cô cũng rất cảm ơn Sen. Qua đây cô cũng gửi lời cảm ơn ban cố vấn cũng như các bạn nhân viên ở đây đồng hành thân thiết với khách hàng như người nhà. Lúc nào đến cũng vui vẻ và cũng rất là có tâm. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn cô Hương nhé, và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video này của Thẩm mỹ viện Sen. Xin chào và hẹn gặp lại.